Rồi, mến chào các bạn. Thì mình hôm nay mình mua cua 5 cân Cà Mau. Các bạn thấy không, con cua nó nặng chịch, nó vàng ướm luôn. Nè, trời, cua 5 cân nó đã ghê chưa các bạn ha? Đó, các bạn nào muốn mua thì tí hồi các bạn sẽ xem cái khúc sau, sẽ có cô chủ với lại số điện thoại ha. Tại vì mình đã từng về 5 cân Cà Mau rồi, cho nên mình là mình đã đến ngay vựa cua và mình đã có ăn cua của 5 cân Cà Mau, là phải nói là chất lượng. Thì giá cả thì nó tùy theo thôi, ở đây người ta bán sỉ và bán lẻ ha, ta ship hàng cho bạn luôn. Đây nè, cua này là cua gạch nè, cua này cua thịt. Úi da, quá rồi. Đây cua gạch nè, đó. Chạy dữ bay. Wow. Thôi bỏ vô đây đi. Rồi, thì cái số mà còn lại này là cua cốm các bạn nha. Đây là cua cốm. Cua cốm là một cái loại cua mà nó người ta còn kêu là cua lột á các bạn. Đó, cua cốm là cua lột ha. Đây, loại nhỏ nhỏ này là cua cốm, cua lột và cua thịt. À, cua cốm và cua lột mua đủ ăn thôi. Rồi, cái này là gửi từ 5 cân Cà Mau lên đây ha, mình là Long Khánh ha, gửi từ 5 cân Cà Mau lên và mình đã nhận nó vào lúc 2 giờ sáng ngày hôm nay. Ôi, mấy bữa mình gửi nó, họ gửi lên xe Hòa Hiệp á, xe gì ta, thì gửi họ bỏ ngay chỗ cây xăng á, thì sáng mình tới mình lấy, sáng mình tới mình lấy. Còn cái này gửi lên xe Năm Hiền từ Cà Mau lên là 2 giờ mấy sáng kêu mình. Kêu mình, còn nếu mà mình muốn lấy ban ngày thì 12 giờ trưa tới bến lấy. Rồi cái cua này mình người ta để được tới mấy ngày nữa không có bị ấy, không bị chết các bạn ha. Rồi mình để số điện thoại trên màn hình ha. Các bạn nào mà muốn mua cua này cứ an tâm đi. Thì cua thì mình mua mình phải chuyển tiền cho họ, họ mới gửi lên cho mình, cứ yên tâm đi. Những cái người ở dưới đây họ buôn bán rất là đàng hoàng, là họ có thương hiệu, họ bán là coi như là rất là nghiêm chỉnh đàng hoàng, đừng có lo lắng gì hết nha các bạn nha. Rồi rồi, mến chào các bạn. Em xin chào tất cả mọi người nha. Em là chiên sỉ cua 5 cân, cua 5 cân Cà Mau, em ở tại huyện 5 cân nha. Em chiên sỉ tất cả các loại cua, cua gạch, cua thịt, cua y tứ, cua, tất cả các loại của em sỉ là bao ăn hết. Em bao gạch 100% cho khách. Nếu mà cua mà lên mà khách có không đầy gạch đó, thì em sẽ chuyển khoản trả lại, em bao 100%. Một là em chuyển khoản trả lại, hai là em sẽ bao đổi cho khách nha. Cua thịt bên em cũng bao 100% cho khách. Cua thịt, cua y tứ, em là chuyên về hàng lựa. Em ở tại huyện Năm Căn á, cua của em là bao chắc khỏe. Đó, cua Năm Căn thì em sẽ là bao khỏe. Em bán hàng thì em sẽ bao thịt, bao gạch 100% cho khách. Em sỉ từ 10kg, em sỉ tất cả các tỉnh nha. Em sỉ tất cả các tỉnh. Cua thịt của em cua 5 cân, cua 5 cân bao chắc khỏe nè. Khách nhìn thấy không? Đây, cua 5 cân rất là khỏe. Nhưng mà cua bên em á, là em sỉ, em sẽ làm dây theo cầu. Nhưng mà cua dùng 5 cân á, là cái dây là dây không tỷ lệ. Cua của em là dùng 5 cân là dây không tỷ lệ nha tất cả mọi người. Khách nhìn em nhận đặt hàng trước, khách ở đâu thì gửi địa chỉ cho em kèm số điện thoại, em sẽ gửi. Tại vì em ở gần bến xe 5 cân thì em đặt hàng đi rồi em gửi. Em sỉ từ 10kg, ví dụ như là khách đặt bên em là 3kg gạch, 3kg y, 4kg y tứ, em đã gửi cho khách rồi. Khách nhìn đi,
Cua của em đặc biệt, cua bên vùng Nam Căng của em là cua không dây, dây không tỷ lệ nha. Tức là con cua không trọng lượng, dây không trọng lượng. Con cua 300, con cua này 300 gram, 350 gram. Thì nó, dây này nó không có tỷ lệ. Khi mà để lên cân thì nó vẫn là 300 gram, 350 gram. Đặc biệt của vùng Nam Căng là cua dây không tỷ lệ nha tất cả mọi người. Em chiên sỉ tất cả các tỉnh nha. Em sỉ từ 10 kg. Cua bên em bao chắc khỏe nha mọi người. Cua gạch em bao 100% gạch cho tất cả mọi người. Khách em bao 100% cua là bao gạch cho khách. Khi mà khách tách cơ hoặc chế biến cua ra, nếu mà cua gạch không đầy gạch em sẽ bao đổi trả nha. Cua thịt thì cũng vậy. Nếu mà khách mà ăn mà thì chụp hình cua, mà nếu mà ốp á thì cứ gọi là em bao đổi trả cho khách nha. Khách sỉ em sỉ từ 10 kg nha. Khách sỉ cua vùng Nam Căng bên em là cua dây không tỷ lệ nha. Cua bên em là cua dây không trọng lượng nha mọi người. Đây cua bên em nè, em bao chắc khỏe, em bao đầy thịt từ con nha. Đây cua này cũng vậy, em bao chắc khỏe từ con luôn nha mọi người. Em sỉ tất cả các tỉnh nha. Đây các nhìn cua bên em nè, bao chắc khỏe, dây không trọng lượng nha. Em sỉ dây không trọng lượng, hoặc là em sẽ làm dây theo yêu cầu của khách. Ví dụ như khách yêu cầu dây to thì em sẽ làm dây to hơn, giảm giá thành lại. Hoặc là khách lấy dây không trọng lượng thì em sẽ làm dây không trọng lượng cho khách nha. Em sẽ làm dây theo yêu cầu. Nhưng mà đặc biệt dùng 5 căn của em á, tới nhà vuông, nhà vườn cũng vậy. Chỉ là chối dây không tỷ lệ này thôi. Khác với các cái dùng cua khác là ở đây là cua bên em là dây không trọng lượng. Nên là khách đặt hàng bên em là đừng có ngại về vấn đề dây. Tại vì bên em là chỉ khi nào mà khách sỉ yêu cầu em làm dây to để giảm giá thành lại á, thì em mới làm. Cua bên em là đặc biệt không có dây nha mọi người. Cọng dây rất là nhỏ, dây không trọng lượng. Đây, cua bên em đây. Chắc khỏe nha. Cua bên em là cứng hông. Em bao 100% gạch, 100% thịt. Khách đặt hàng bên em là tiệc tùng hoặc là cuối tuần gì đó, cứ đặt trước bên em, em sẽ gửi. Em gửi tất cả các tỉnh nha. Em chuyên sỉ tất cả các tỉnh. Dây không trọng lượng. Cua vùng Nam Căng bên em là không, đặc biệt là cua không dây. Cái cua này á, cái cua dây này là tại nhà vuông á, nhà vuông người ta nuôi tôm nuôi cua, người ta khi người ta bắt lên á là người ta đã chối dây này, người ta bán cho mình này. Người ta không có chối dây bự. Đó là đặc biệt dùng của bên em á, đặc biệt dùng cua bên em là dây không trọng lượng nha mọi người. Dùng cua Nam Căng của em nè. Mà cái thịt của cua Nam Căng là nó rất là ngọt. Tại vì ở đây á, cái chỗ của em là nước đủ độ mặn cho nên là thịt cua nó rất là ngọt. Khác so với các dùng cua khác nha. Nè, khách nhìn cua bên em rất là khỏe. Nhìn cua là rất là đầy thịt, chắc thịt. Em bóp hồng cua mà nó không có, nó rất là đầy thịt, nó rất là chắc thịt luôn. Em bao 100% thịt cho khách luôn. Dây thì cua là dây rất là nhỏ. Con cua này là nửa ký. Con cua này nửa ký thì nó thịt nó nửa ký, cộng dây này nó không trọng lượng nha mọi người. Đặc biệt của dùng cua Nam Căng bên em là cua không dây. Cua bên em là cua không dây. Cua tại nhà vườn chó như vậy, tại nhà vuông. Cua rất là đầy thịt, thịt nha. Khách đặt hàng bên em á, em có để lại số điện thoại á. Khách đặt hàng bên em sỉ từ 10 kg tất cả các tỉnh nha. Em chào tất cả mọi người nha.